Mừng các bạn đến channel của mình. Bên này mình sẽ cào 2 tờ 10 đồng nha các bạn. So cái này là holiday cash flow out nha. Thì loại chơi như sao? Nếu mà thấy symbol này á là trúng 50. Nếu mà thấy symbol này á trúng 100. Còn nếu mà thấy cái này á là trúng 500 nha. Giờ mình sẽ cào cho các bạn coi nha. Okay, let's go. Con đầu tiên là con 11, 21 nha. Và sau đó là 24, kế tiếp nữa là 27, và sau đó là số 2, và sau đó là số 7 nha, kế tiếp nữa là con số 3 nha các bạn. Vô 23 có không? Không có. 22, 21, vô trúng 500 đi. Số 1 là mình thấy mình không có tiêu chuẩn rồi đó. 20, không, mình có 21 thôi, buồn quá đi. 28, mình có 27 à. Vô, vô. 18, 26, 22, 15, và sau đó là 14. Kế tiếp đó là số 6, 29, 16, số 4, 19. Hello, anh cậu Thên. Cái chuyện với ai vậy? Đang quay phim. 13. Ý cha. Ý cha cha. Winner. Not win yet. Xem Omo. Số 9. Để cho nó finish xong. 25. Sao thấy là đi bán muối hết rồi vậy? 11. Tờ này mình đi bán muối các bạn ơi. Kế tiếp. Hai 14 nha. 26. 13. 17, 20, 27. Có mấy số vô này mình trúng nha. Vô. 16, không trúng. 29, đi bụi. Số 2, số 3, 15, số kỳ vậy. 22, 18, số 4, 14 là trúng rồi, 14 trúng 500 rồi, mà số 4 thôi, chịu thôi. 11, 28, trúng 500 coi, số 9, 23 có 13 là sao, 19, 25. Trời đi sau đó là 24 luôn. Không tin được vấn đề nằm ở đâu luôn mấy bạn ơi. Số 5. Số 10. Trời 20 đồng của tôi đi bội rồi. 21. 12. Đào. Số 8. Đào quá đào. Không trúng rồi mấy bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký channel mình bên dưới nha. Thank you các bạn nhiều.